đã nỗ lực cố gắng và đã đạt được những thành quả là hết sức đáng khích lệ. Còn hôm nay là ngày 8 tháng Giêng, là ngày theo dương lịch là ngày 8 tháng 2 của 2022 Xuân Nhâm Dần. Thì trước hết thì thay mặt cho tổng công ty, thay mặt cho bản thân cá nhân anh Tùng xin gửi lời cảm ơn, vô cùng cảm ơn tất cả mọi người khi mà trong bối cảnh đại dịch Covid gây ảnh hưởng đến khó khăn nền kinh tế Việt Nam nói chung và đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng, trong đó nó không ngoại trừ ra chung mắt, nhưng mà tất cả anh chị em của chúng ta cũng đã gồng gánh, chia sẻ, đùm bọc, đoàn kết và để chúng ta tạo ra một trong những kết quả rất là đáng khích lệ trong năm 2021. Thì năm nay chúng ta cũng chuẩn bị hướng tới ngày kỷ niệm 3 năm thành lập. Cũng là căn phòng này, tôi cùng với anh Nguyễn Bá Hà, cùng với bạn Mai cũng là những cộng sự đầu tiên ra mắt sản phẩm Naturemax Essential. Và trong 3 năm vừa qua, một phần năm có 365 ngày là những ngày không biết mệt mỏi, không có ngày nghỉ, cố gắng chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách để có Naturemax ngày hôm nay. Và tôi muốn cái tinh thần đó luôn luôn giữ mãi trong trái tim của mọi người, trong tinh thần của mọi người, trong ý chí của mọi người. Chúng ta luôn luôn mãi mãi tinh thần khởi nghiệp. Chúng ta được quyền hài lòng với thành tích, nhưng chúng ta không được bao lòng với kết quả, mà chúng ta lấy điều đó để chúng ta khởi động lại một năm mới, một năm tài chính mới, một năm đặc biệt mới, và để chúng ta biết đến thêm những câu chuyện của Naturemax Việt Nam. Và đây nó là một cái động lực và nó chủ tịch muốn trao cái sự may mắn cho Hà cùng với tất cả các chị ở đây. Và chúc cho thầy chủ tịch rất là một năm mới cùng với gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe và an khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.